10 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn huyện Lâm Hà xảy ra 15 vụ vi phạm luật lâm nghiệp, giảm gần 17% số vụ so với cùng kỳ. Tuy nhiên, diện tích thiệt hại do phá rừng tăng trên 48% liên quan đến một số vụ phá rừng nổi cộm. Chính quyền và ngành lâm nghiệp địa phương cần có giải pháp quản lý hiệu quả hơn để giữ rừng được bình yên. Trong số 15 vụ vi phạm, có 11 vụ xác định được đối tượng, trong bốn vụ chưa xác định được đối tượng có vụ can cây, đổ hái chất, làm chết gần 100 cây thông tại lâm phần xã Mê Linh, giáp ranh với thị trấn Nam Bang. Hiện hai vụ đã chuyển hồ sơ xử lý hình sự, còn lại được xử lý hành chính. Cơ quan chức năng cũng tịch thu trên 115 mét khối gỗ tròn của xã các loại, tiến hành xử phạt hơn 338 triệu đồng, đợt vào ngân sách nhà nước. Theo ngành lâm nghiệp, dù số vụ giảm, tuy nhiên diện tích thiệt hại phá rừng tăng hơn 7.000 mét vuông, tăng trên 48% lâm sản tăng gần 90%. Nhiều địa bàn như thị trấn Nam Bang, xã Mê Linh, Phúc Thọ gần đây liên tiếp xảy ra các vụ khen cây phá rừng trở nên phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Trước tình hình này, chính quyền Lâm Hà đã tiến hành kiểm điểm cán bộ chủ rừng, chính quyền các xã, thực hiện việc luân chuyển cán bộ bảo vệ rừng, đồng thời triển khai các giải pháp để giữ rừng, nhất là thời điểm cuối năm.